Xin chào bác sĩ Ken. Rồi bác sĩ Ken chào các bạn đi. Bác sĩ Ken ơi, ở nhà có mấy con chó mới đẻ nè. Bây giờ mấy con chó này nó bị bệnh rồi. Bác sĩ Ken khám bệnh giùm nha. Rồi, nó nóng quá rồi bác sĩ Ken ơi. Rồi bác sĩ Ken khám bệnh con chó này đi. Rồi con chó này bị bệnh gì vậy bác sĩ Ken? Nó giống như bị ăn nhiều quá, nó gãy xương luôn á. À, ăn nhiều quá nó mất xương, nó đau bụng quá hả? Dạ. Rồi bác sĩ Ken chích cho em bé chó này đi. Đúng rồi, con chó. Rồi. Rồi, con chó này xong rồi. Mình cắt qua một bên nha. Bác sĩ Ken ơi, con chó này bây giờ là nó nóng quá rồi. Bác sĩ khám bệnh thử coi hả? Bạn chó này hả? Khám bệnh cho con coi đi. Ừ, rồi. Ờ, em bé chó khóc nè. Đó, thấy chưa? Ờ, rồi, em bé bị sốt hả bác sĩ Ken? Rồi, bác sĩ Ken ơi, chó này bị sốt rồi. Bác sĩ Ken cho bạn chó này thuốc sốt, hạ sốt đi. Chích cho con chó hạ sốt. Với bị đau bụng nữa, bây giờ xức thuốc đau bụng trước đi bác sĩ ơi. Rồi bác sĩ xức thuốc đau bụng cho chó nha. Rồi xong chưa bác sĩ? Rồi bạn chó này xong rồi nha. Rồi bác sĩ ơi, bạn chó này bị đau răng nè, bác sĩ khám bệnh cho bạn này nha. Nè, bạn chó màu trắng này bị đau răng rồi. Rồi bác sĩ xem cái răng đi, xem cái răng bạn chó này hả? Coi có bị gì không? Bị đau răng đó, ăn kẹo nhiều quá bị đau răng á nè. Ừ rồi, bắt đã được một con sâu luôn hả? Rồi cái này bỏ vô đi. Ừ rồi, bỏ cái răng vô đây. Rồi bác sĩ ơi, bây giờ chích cho bạn chó hết bị đau răng đi. Cái kim chích đâu rồi? Đây, cái kim chích, bác sĩ chích cho bạn chó cho bạn chó hết bị đau răng nha. Rồi bạn chó sợ, bạn chó chạy rồi. Rồi, xong rồi. Rồi đưa bạn chó về nghỉ ngơi nha. Bác sĩ ơi, còn một bạn này nữa. Bạn này là hả, tối á bị đau bụng, bị chảy. Giờ bác sĩ cho thuốc tiêu chảy uống đi. Rồi. Ồ, bạn này bị đau bụng nè, rồi bác sĩ cho uống thuốc đau bụng đi. Rồi bác sĩ cho bạn này uống thuốc đau bụng. Bạn hai kia có sao kìa. Bạn này hết rồi, xong rồi. Rồi bác sĩ lấy thuốc đau bụng cho uống đi. Rồi bác sĩ cho bạn này uống thuốc đau bụng nha. Rồi uống thuốc vô con ơi, cho hết đau bụng. Rồi xong rồi. Xong rồi bác sĩ ơi, cảm ơn bác sĩ nghe. Rồi bỏ bạn này qua một bên. Bác sĩ ơi, đây còn một bạn chó này bị đau tai nè. Bác sĩ khám tai cho bạn chó đó đi. Ủa nha, con gái nó bị con rùa vậy. Con gái vậy con rùa nó ăn vô cho mình, nó chết luôn rồi nè, không mở mắt được luôn ạ. À, con rùa nó chết đó hả? Rồi bác sĩ khám tay cho bạn chó trắng này đi. Rồi con nằm im cho bác sĩ khám tay con nha. Rồi. Đó, tay đau á. Có một con gì vậy? À, con chó bị ve trong rụng tay á hả? Ừ. Rồi bác sĩ móc ra đi. À, ghê quá à, con chó này bị ve trong rụng tay hả? Dạ. Rồi bây giờ bác sĩ móc ve ra nha. Ơi, chó nó chạy lên kìa. Bộ đồ chơi bác sĩ luôn. Rồi, bây giờ bác sĩ khám tay xong rồi, bác sĩ chích cho chó hết đau tai đi. Chích cho chết ve đi. Rồi, xong rồi. Wow. Rồi, còn một con cuối cùng đây. Nè bác sĩ, con này nó ăn không được nè. Kén ăn. Bạn này kén ăn. Ăn ít lắm. Bây giờ bác sĩ cho thuốc cho bạn đó ăn nhiều đi. Đo con cá. Rồi đo nhiệt độ cho bạn chó phải không? Rồi con kẹp nắp bạn chó. Há miệng nha con. Rồi bạn chó há miệng ra nha. Rồi khám miệng cho bạn chó nè.
Rồi bao nhiêu độ bác sĩ? 5 độ rưỡi nè. Wow. 30 độ hả? 30 độ nè. Rồi vậy là hả, bị họng bị nhiệt rồi, bị lỡ họng rồi, bác sĩ chích cho bạn chó này đi cho hết bệnh nha. Rồi nằm im đi con, để bác sĩ chích nghe. Rồi bác sĩ lấy thuốc, bác sĩ chích xong rồi mình đi về nha. Chích xong rồi đi về nha chú. Rồi. Rồi xong rồi. Rồi đi về thôi. Rồi. Một bạn cuối cùng nữa. Rồi. Rồi còn một bạn này trên xe nữa nè. Bạn này hôm qua hả bị leo cầu thang bị té chân á, bác sĩ coi cái chân bạn có chảy máu không? Rồi bác sĩ chích giùm nha. Rồi bác sĩ chích cho cầm máu lại, về nhà ăn được, ngủ được, chảy máu đau quá là ngủ không được á. Rồi chích xong rồi đi về đi. Rồi cảm ơn bác sĩ nghe, đi về nghe bác sĩ. Rồi bye bye bác sĩ. Xin chào chị Chibi Sam. Xin chào em nha. Chibi Đỏ, em đi đâu vậy? Wow, em đi ra chợ chị ơi. Trời ơi, nhà chị có bộ đồ chơi câu cá đẹp quá à. Em thích quá. Ba của chị mới mua cho chị đó. Em xuống chơi không? Dạ không được rồi, em phải đi ra chợ mua rau. Một chút em về rồi em với chị chơi nhé. Vậy em đi. Một chút về hai chị em mình cùng chơi. Rồi bye bye em. Bye bye chị nha, em đi đây. Wow, em thích bộ câu cá này quá trời luôn à. Mình cũng thích bộ đồ chơi này quá, mà không có ai chơi cùng hết. Mình đi ngủ chút thôi. Chút chị Bị Đỏ về rồi mình với chị Bị Đỏ cùng chơi. Xin chào bạn siêu nhân. Hey, chào các bạn. Wow, các bạn ơi, bạn siêu nhân mới hả chơi bộ đồ chơi câu cá của bạn búp bê Chibi. Wow, bộ đồ chơi câu cá đẹp quá. Quá đã. Đây là bộ đồ chơi câu cá con cá hề nha. Con cá hề khổng lồ. Và đây con cá màu đỏ nè. Rồi màu xanh nước biển. Màu xanh lá cây. Wow, đẹp quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn siêu nhân chơi trò chơi thi câu cá. Ai mà thắng là sẽ được cái kẹo này nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu câu cá thôi. Bạn siêu nhân bắt nhạc lên đi. Bắt đầu nào. Rồi, câu thôi nào. Wow, mấy con cá nó hạ họng ra kìa các bạn ơi. Trời ơi. Dính nào, dính nào. Ôi, con cá này. Mấy con cá này nó khôn quá. Cái nào. Khó câu quá, khó câu quá các bạn ơi. Ê, con cá đang há hộp. Wow, mình câu được một con cá rồi. Một con nha. Ê, mình câu được một con cá màu xanh rồi. Wow, bạn siêu nhân chưa câu được con nào hết các bạn ơi. Há hộp ra cá ơi. Cá ơi, há hộp ra nào. Quá ơi, mấy con cá này. Mấy cá này nó khôn quá. Ê. Wow, mình câu tiếp được một con nữa rồi các bạn ơi. Đây, bạn siêu nhân ơi, mình câu được một con cá màu vàng rồi nha. Các bạn ơi, bạn siêu nhân chưa câu được con nào hết. Bạn siêu nhân câu cá dở quá. Bạn siêu nhân sắp thua rồi. Bạn siêu nhân cố lên đi. Cố lên bạn siêu nhân ơi. Câu cái đuôi luôn. Wow, cá ơi, hả hổng ra, hả hổng ra. Hả hổng ra. Wow. Hổng ra đi. Ý, trời ơi, mấy con cá này khó câu quá. Mình phải đợi cho nó hả họng ra rồi mình mới đút cần câu vô được. Ê, trời ơi, quất đi. Đây. Wow, ôi, bạn siêu nhân không có câu được. Hồi nãy con cá ăn mà bạn siêu nhân không có chịu giật lên. Trời ơi, nó ăn như cá dồ vậy á, mà giật không được.
Rồi, đồ chơi câu cá này, mấy con cá này khó ăn quá các bạn ơi. Thả ông ra đi con. Rồi, bạn siêu nhân câu được một con cá màu cam rồi các bạn ơi. Mình câu được hai con. Bạn siêu nhân mới câu được có một con thôi, không sao hết. Lên. Chị, cá ơi, ăn đi cá ơi. Thả ông ra đi.